Thưa quý vị và các bạn, như vậy một năm học mới đã bắt đầu. Từ những cô bé cậu bé ở trường mầm non đến những học sinh trung học phổ thông chuẩn bị bước vào đời. Thời khắc khai giảng bao giờ cũng vô cùng đặc biệt. Chúng ta cùng chia sẻ những cảm xúc này. Hôm nay cháu đi khai giảng, chị vui, cháu được gặp mấy bạn, cháu được gặp thầy cô, cháu chơi xong xe trường, cháu rất là vui. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, con được vui tới một hạt với các bạn, con cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Cháu thích nhất là tiếng trống đánh vào năm học mới, đó cũng là tiếng trống mà cháu mong chờ hè cho tới bây giờ. Để hướng tới năm học mới thì em và các bạn của trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Dục Tài đều mong muốn và đạt những thành tích cao để đóng góp cho nhà trường và đặc biệt là hướng tới các kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Hôm nay bọn em được dự một buổi lễ khai giảng năm học mới và cùng với nhiều sự niềm vui tươi, phấn khởi, vui vẻ và có nhiều sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu để có những thành tích cao hơn trong học tập. Trong năm học tới thì em hy vọng mình sẽ tiếp tục phát huy và giữ vững năng lực và sở trường của bản thân để từ đó xứng đáng là một thành viên của ngôi trường Trung học Phổ thông Vĩnh Linh với truyền thống gần 65 năm. Mong muốn là bản thân mình sẽ cố gắng thực sự nhiều hơn nữa và để đóng góp một chút sức của mình vào thành công chung của nhà trường. Mong muốn của em cũng chỉ có là em có được một năm học cuối cấp thật là vui vẻ và trọn vẹn. Ước mơ của em là đậu vào khoa ngữ văn của trường trung học của trường Đại học Sư phạm Huế. Em sẽ cố gắng học thật tốt, thật chăm chỉ để được hoàn thành ước mơ của mình.